Chào mọi người nhé. Hôm nay sẽ quay trở lại với hướng dẫn với mọi người một bài giảng là đánh khối cao cấp ở fashion nhé, hình ảnh tạp chí thời trang. Và dưới đây là một stock được chụp tại Hải Phòng. Đây thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh khối cao cấp nhất nha. Ok. Mời mọi người. Đây, như hình thế này thì mình chọn các thông số hợp lý nha. Ok, sau đây mình sẽ hướng dẫn đánh khối cho mọi người. Đây là bộ phần mềm để xử lý trong hình ảnh để tiết kiệm thời gian đến 80% thời gian mình xử lý nha. Đây, rất tiện luôn. Đây, bộ đánh khối. Mọi người đánh khối thì highlight đánh highlight, còn shadow đánh shadow nha. Đấy. Stock này trước mình đi update về nay mới có thời gian làm. Đây. Khối highlight anh em đánh khối highlight. Khối highlight nha. Đây, tản đều ra. Mọi người thấy không? Highlight đánh highlight nha, đoạn này. Shadow đánh shadow. Đấy, đánh đùi bên này xong đánh bên kia. Thấy không? Shadow đánh shadow nha, còn highlight mọi người đánh highlight nha. Giữa vùng chuyển thì mọi người đánh giữa vùng sáng highlight và shadow luôn. Đây. Đấy. Rất là hiệu hiệu. Cái này chỉ dành cho tạp chí fashion thời trang cao cấp nha. Đánh hết mọi ngóc ngách luôn. Đây. Cái này ở trên mạng không ai hướng dẫn cho đâu nhá. Mọi người ấn vào đăng ký kênh của mình nhá để theo dõi những nhiều hướng dẫn tuyệt vời hơn nha. Ok. Tuyệt vời không anh em? Ai còn chưa biết cái này thì có thể theo dõi nhá. Và link tải stock của mình cũng để ở dưới bài viết luôn. Ok. Đây, trở lên đánh mặt luôn. Ok. Đấy, thấy không? Đánh được cả những cái vùng đồ áo này luôn. Ok, sau khi mình đánh xong thì mình coi lại tí là được chưa? Đoạn này vẫn chưa đều lắm này. Ok, mọi người coi sản phẩm nha. Đấy. Bóng nhảy luôn. Ok, vậy là đã xong cái phần đánh khối rồi. Đấy. Chỉ một đường cơ bản thôi nha. Ok. Rồi. Chào mọi người.